Chào mừng toàn thể anh chị em, quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cá Nhân Cắm Hoa. Hôm nay Bin chia sẻ với lại chị em và các bạn một cái mẫu hoa. Và cái mẫu này mình có thể mình đem đi để mình áp dụng chúc mừng sinh nhật cũng đều ok luôn ha. Và cái mẫu này á, là mình sẽ có rất là nhiều những cái mẫu tương tự giống như cái mẫu này để cho chúng ta cùng nhau để mà mình cùng làm những cái mẫu hoa. Và các bạn có thể đem đi áp dụng chúc mừng khai trương hoặc sinh nhật ha, đều rất là ok luôn. Ở đây á, là mình sẽ sử dụng ở đây nè các bạn. Đó, một cái hộp bằng gỗ kết hợp cùng nó lại 1/2 cục xốp ha. Cái mẫu này á, nó cắm rất là đơn giản cũng như là chắc chắn rồi. Ai học cắm hoa thì mình phải đều bước qua cái mẫu này hết. Cái mẫu này á, mình gọi nó là mẫu tam giác nha các bạn. Ở đây á, đây các bạn thấy không, mình sẽ cắm lá ở ba góc trước, cái lá này được gọi là lá sơn tùng nha các bạn, thì sẽ có nhiều bạn coi các bạn thắc mắc bạn này. Rồi ha, mình sẽ cắm vào trong giữa này một vài cái lá nữa. Ở đây mình đang sử dụng lá sơn tùng. Lá sơn tùng này đi Đà Lạt á, thấy rất là nhiều ha. Việt Nam mình trồng cái lá sơn tùng là rất là hợp lý. Mình đang tạo một cái khung lá hình tam giác nha các bạn. Các bạn thấy không? Khung lá hình tam giác. Sau khi mình tạo khung lá hình tam giác này xong, ở đây nha, mình sẽ sử dụng hoa lan Mokara này. Đó, mình cắm nó vào, mình cắm nó vào theo nhóm nha các bạn. Nhóm bên đây á, mình sẽ sử dụng hoa hồng ha. Để mà cắm cái mẫu này đẹp á, mình sẽ ướm hai bên. Ở đây này các bạn, đó, mình ướm hai bên ha. Cho cái tỷ lệ của cái độ cao của bông nó giống nhau. Rồi, bây giờ mình muốn sang trọng hơn á, mình sẽ sử dụng cái lá này nè các bạn. Nó dài quá, mình sẽ cho nó bung lên. Ha.
khi mà mình sử dụng cái lá bạc này á, là các bạn đang giúp cho cái bình hoa này của mình nè, nó có một cái độ lớn, lớn là rất là nhiều luôn nha các bạn. Đó. Đồng thời á, là nó là tăng lên cái sự sang trọng cho cái bình hoa của mình ha. Cái bên trong này mình sẽ liều hoàn vào bên trong một số cái lá bạc. Hoa của mình muốn cao cấp hơn một tí xíu, các bạn sẽ cho thêm một ít hoa baby vào ha. Không có baby thì thôi cũng sao hết á. Đấy. Có baby vào thì bình hoa này của mình sẽ mịn hơn rất là nhiều. Ok, vậy là mình đã xong được một cái bình hoa cắm rất là đơn giản ha các bạn. Cắm theo cái hướng tam giác này. Và đây là mình chia nhóm, bên này là nhóm hoa lan, bên này là nhóm hoa hồng. Đấy. Một bình hoa rất là đơn giản và mình tin rằng là ai xem cũng có thể cắm được hết. Trong quá trình anh chị em và các bạn thực hành, nếu như bạn có gì mà thắc mắc chưa rõ thì hãy comment bên nha, mình sẽ trả lời. Nếu các bạn có cách nhanh nhất có thể, xin chào.